clip này ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các bước để đảm bảo rằng là các bạn sẽ từ người lạ thành người yêu. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video. Mình sẽ nói với các bạn con gái thực sự muốn bạn nhắn tin với họ như thế nào. Ở lần trước ấy thì mình đã nói với các bạn cái cách nói chuyện mà con gái thực sự muốn. Và mình nhận ra rằng là thời bây giờ ấy thì mọi người còn hay tán tỉnh nhau qua tin nhắn nữa. Thậm chí là nếu mà bạn dùng Tinder thì cái ấn tượng đầu tiên của họ về bạn là qua mấy dòng tin nhắn, đúng không? Như mình ấy thì mình cũng phải công nhận rằng là mình cũng rất là dễ bị tán bằng tin nhắn. Và tất cả những cái lời khuyên về tán tỉnh thông qua tin nhắn ấy thì nghe nó có vẻ khá là lỗi thời. Một số thì khuyên là có thể gửi cho cô ấy mấy clip hài để cô gái cười, ba la ba la. Rồi thì một vài anh alpha thì lại khuyên rằng là hãy lơ cô gái đi, rồi chỉ trả lời thật là ngắn gọn. Nhưng mà để mình nói các bạn nghe này, tất cả những điều đó đều là vô dụng. Hôm nay ấy, thì mình sẽ không kể câu chuyện của ai cả, mà nó là dựa trên kinh nghiệm của chính bản thân mình. Với cái trải nghiệm của bản thân mình nhá, thì kiểu mình không tự nhận là mình sinh lung linh từ bé đến giờ. Nhưng mà mình lúc nào cũng có ít nhất khoảng 2 người đang theo đuổi. Vì vậy mình cũng khá là tự tin là mình đã trải qua khoảng 7749 cái kiểu nhắn tin thả thính của con trai. Và rồi mình biết rằng là cái kiểu nào ấy là cái kiểu nó có tác dụng với mình. Thì nói chung mình cũng được nhận xét là khá là kiêu. Nhưng mà mình sẽ chỉ cho bạn một cái cách mà nó cực kỳ hữu ích. Nó hiệu quả với mình và nếu như đối tượng của bạn cũng là một cô gái giống như mình. Clip này ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các bước để đảm bảo rằng là các bạn sẽ từ người lạ thành người yêu. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị giấy bút đi. Bước đầu tiên đó chính là xây dựng mối quan hệ. Dành cho những người mà mới quen nhau, có thể hai bạn đang follow nhau trên Instagram, hoặc là có thể hai bạn vừa mới match nhau trên Tinder. Và cái tin nhắn đầu tiên này nó vô cùng quan trọng đây này. Các bạn phải mở đầu tin nhắn bằng một lời khen. Chào em, cộng một cái lời khen đơn giản nào đó. Rồi nghe thì có vẻ sáo rỗng đúng không? Nhưng mà ok, mình là con gái và mình muốn cái đối tượng nhắn tin làm quen với mình ấy, họ thẳng thắn. Và đương nhiên rồi, việc mà họ mở đầu thẳng thắn như thế ấy, thì sẽ khiến họ trở nên thu hút hơn. Và nó có một cái gì đó kiểu tự tin ở họ ấy. Và vì bạn tự tin nên là bạn cũng không phải ra rẻ này nọ. Bạn phải hiểu một cái việc đơn giản như là nói thật ra cái cảm xúc của bản thân ấy, bạn cũng không làm được, thì chứng tỏ là bạn đã thua ngay từ đầu rồi. Cái khả năng bạn thể hiện được cái con người thật của bạn càng tốt ấy, thì bạn càng dễ tìm được một người phù hợp. Bây giờ nhá, bạn có thể pause ngay cái video này lại đây. Sau đó là nhắn tin cho người con gái bạn thích cái điều mà ngay bây giờ trong não bạn nó đang nghĩ đến này. Dù có thể là nó nghe rất là ngu ngốc, hoặc là dù có thể bạn sẽ bị từ chối. Nhưng mà nếu mà bạn luôn làm như thế thì bạn sẽ tìm được một người phù hợp với bạn. Tất cả ấy, những cái lời khuyên hẹn hò thì nó đều không áp dụng được. Bởi vì sao? Bởi vì nó dạy bạn đi ngược lại với những cái điều mà bạn thực sự nghĩ. Và rất có khả năng cái đối tượng mà bạn tìm được ấy thì có thể lại là một người mà không hề phù hợp với bạn. Và đương nhiên rồi, bạn không thể nào mà che giấu cái con người thật của bạn mãi được. Vì vậy, ở trong cái tin nhắn đầu tiên này, mình muốn các bạn phải thành thật. Bắt đầu một câu chào em hoặc là hai em, cộng một cái lời khen gì đó rất chân thành về họ mà trong đầu của bạn lúc đó nảy ra. Rồi tiếp theo là bước thứ hai, cái này cực kỳ quan trọng rồi này. Đó là đừng để họ phải nghĩ cái nội dung để nói. Không phải là mình phân biệt giới tính đâu nhá, nhưng mà hầu hết con gái ấy thì đều không thích phải nghĩ cái nội dung để nói, và không thích phải dẫn dắt câu chuyện. Họ quen với việc là cái người mà thích họ ấy sẽ phải tìm chủ đề để mà nói chuyện, không phải họ, bởi vì họ là người đang được tán mà. Bởi vậy nhá, nếu như mà bạn muốn làm friend zone thì bạn cứ việc để họ đặt câu hỏi và bạn trả lời. Và rồi sao? Họ sẽ không bao giờ muốn nhắn tin với bạn nữa, bởi vì họ sợ phải ngồi nghĩ ra cái để nói với bạn mà. Và lúc này thì cái cuộc nói chuyện nó sẽ nhàm chán một cách kinh khủng luôn.
Nếu mà họ đặt câu hỏi ấy, bạn trả lời thì sau đó bạn hãy cố để có thể trở thành cái người mà dẫn dắt cái cuộc nói chuyện giữa hai người. Và cái bước này ấy, thì bạn cần phải dẫn dắt được cái cuộc nói chuyện theo cái hướng mà bạn mong muốn. Bạn muốn một cái mối quan hệ, một cái cuộc nói chuyện nó sâu sắc hơn, chứ không phải dừng lại ở chuyện là hỏi tuổi, hỏi tên, rồi là sở thích thôi đúng không? Và đương nhiên rồi, lúc này nếu mà bạn dẫn dắt tốt thì bạn có thể hẹn họ đi chơi. Nhưng mà trước khi hẹn họ đi chơi ấy, thì bạn cần phải tự lên kế hoạch trước nha. Vì khi mà bạn có một cái kế hoạch đi chơi đủ tốt thì bạn mới có thể mở mồm ra để hẹn họ đi chơi một cách thú vị chứ. Vậy nên là chúng ta đến với bước thứ ba, đó là bước lên kế hoạch cho buổi đi chơi. Ai cũng biết là hai người nên lên kế hoạch cho một cái hoạt động gì đấy nó thú vị đúng không? Chứ bạn không hề muốn là hai người đến xong chỉ uống cà phê với nhau xong rồi đi về. Cái việc mà uống cà phê với gái ấy, xong rồi có thể tán đổ họ ấy, nó chỉ thành công nếu như bạn là một người vô cùng giỏi nói chuyện. Bạn vốn là một người đẹp trai, nhiều tiền, hoặc đơn giản chỉ rằng là họ vốn đã thích bạn rồi, thì đương nhiên là bạn nhạt như nào người ta cũng chấp nhận được. Nhưng mà mình biết rằng là không phải ai cũng được như thế. Và đây chính là cái lý do mà bạn phải xem video của mình. Và bạn biết không, con gái ấy, họ thường thích những cái địa điểm đi chơi mà họ không nghĩ ra được. Và càng tốt nếu như đó là một cái địa điểm mà bạn muốn đến. Và bây giờ bạn chọn được một cái địa điểm mà bạn muốn đến rồi, thì chúng ta tiếp đến bước thứ tư nhá. Bước thứ tư đó chính là anh định làm việc ABC gì đó, em có muốn đi cùng không? Đây ấy, chính xác là cái điều mà bạn, người yêu đầu tiên của mình, đã hỏi mình trong buổi hẹn đầu tiên. Buổi hẹn đầu tiên đấy ấy, thì hoàn toàn là do bạn ấy lên kế hoạch hết. Và các bạn biết bọn mình hẹn hò ở đâu không? Bọn mình đi nhà sách ạ. Bọn mình cũng chỉ làm những thứ đơn giản như là đi xem phim thôi. Nhưng mà sau đó thì bạn ấy rủ mình đến nhà sách cùng với bạn ấy, để bạn đấy mua sách ạ. Và thì mình cũng đi cùng, mặc dù là mình cũng không có cái ý định mua sách gì hết. Nhưng mà sau đấy thì hai bọn mình đã đi ăn, và bọn mình đã có chủ đề để nói, đó chính là nói về sách. Xong kiểu mình đổ luôn, vì mình nhận ra là bạn ấy biết rất là nhiều thứ ấy. Và kiểu trong đầu mình lúc đấy kiểu, bạn thật là thú vị, mình thích bạn rồi đấy. Đấy, và nếu là bạn ấy thì bạn có thể hỏi những cái hoạt động khác, kiểu hỏi vu vơ, thứ bảy này anh thi đấu bóng rổ, em có muốn đến xem không? Hoặc là thứ bảy này đi chơi escape room với anh không? Nếu như cô gái ấy đồng ý thì tuyệt vời, triển thôi. Hoặc nếu như cô gái ấy trả lời là hôm ấy bận ba la ba la, thì bạn có thể rời lịch hẹn. Nhưng mà nếu như tối đa 3 lần cô gái ấy đều nói là bận, thì tức là cô gái ấy không thích bạn. Và bạn cũng không cần phải cố set up một buổi hẹn hò làm gì khi mà đối phương không hề vui vẻ và chỉ có cắm mặt vào điện thoại. Và đương nhiên nếu như mà bạn muốn mà cải thiện cái ngoại hình của bạn ấy, giả dụ như bạn đang béo chẳng hạn, thì cái việc mà bạn có thể khiến bạn đẹp lên một cách rất rất nhanh, đó chính là hãy giảm cân. Và đây là cái sản phẩm mà mình đã dùng. Có rất là nhiều bạn đã nhắn tin cho mình giảm cân thành công và kiểu trở nên đẹp trai hơn, có người yêu. Nên nếu mà bạn cũng quan tâm thì có thể nhắn tin cho mình qua Instagram của mình, phuong.thao.zoe nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến tới bước thứ 5 đây này. Ok, nếu như mà bạn đã có một cái cuộc hẹn rồi này, ví dụ như là bạn hẹn thứ 6 cùng với họ đi chơi, thì từ giờ đến hôm đó bạn hãy thỉnh thoảng nhắn tin cho họ. Kiểu có thể là mấy cái tin nhắn dễ thương thôi, nói chuyện phiếm thôi này. Bước này ấy, thì mình gọi là kết nối cảm xúc nha. Ví dụ đột nhiên buổi sáng bạn nhắn cho họ rằng là ngày mai đi chơi rồi, hóng ghê. Đấy, đơn giản đúng không? Nó chỉ đơn giản là như vậy, nhưng mấu chốt là vì bạn cho họ thấy được rằng là cái cảm xúc hiện tại của bạn đang là như thế nào. Và mọi người ấy thì thường rất thích những cái tin nhắn như thế. Nếu mà có một cô gái nhắn tin cho bạn như thế thì bạn cũng sẽ cảm thấy vui đúng không? Đấy, nói chung là mỗi ngày thì bạn có thể nhắn cho họ vài ba cái tin, nó thể hiện được cái sự kết nối cảm xúc. Chứ đừng có mà gửi mấy cái kiểu hài hài buồn cười nhá. Bởi vì đôi khi thì bạn thấy nó hài nhưng mà người khác thì thấy nó nhạt hoặc thấy nó vô duyên. Chỉ cần nhắn vài cái tin nhắn chân thành thôi, để có thể đủ nói cho cô gái biết được rằng là cái cảm xúc của bạn với cô gái. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bước thứ 6 này. Bước thứ 6 này thì đơn giản rằng là khi mà hai bạn đã có cái khoảng thời gian thân thiết rồi ấy, thì lúc này bạn hãy tiếp tục
những cái gì mà bạn đã làm, nhắn những tin nhắn thể hiện được cái tình cảm thật của bạn dành cho họ. Hoặc là giả sử sau khi mà hai bạn đã cùng đi chơi về rồi và bạn thấy cái buổi đi chơi đó nó khá vui, thì bạn hoàn toàn có thể nhắn tin để hỏi về cảm xúc của cô gái ấy nghĩ thế nào về buổi đi chơi của hai bạn. Nói chung, nói thật về cảm xúc thì nghe có vẻ khá là sến, nhưng mà nó thể hiện được rằng là bạn tự tin với cảm xúc của bạn và bạn sẽ thu hút được đúng đối tượng. Vậy thì các bạn nam cần phải giữ một cái mindset như thế nào khi mà nhắn tin với con gái? Đó chính là bạn hãy giữ trong đầu rằng là nếu như mà bạn không tán đổ được người này ấy thì chắc chắn sẽ có người khác. Sự thật là chúng ta không thể kỳ vọng rằng là 100% chúng ta tán ai người cũng đổ được. Bạn biết không, 99% những người mà bạn làm quen trên Tinder hay thậm chí là làm quen ở ngoài đời thật, họ sẽ không đổ bạn. Nhưng mà sao? 1% còn lại sẽ dành cho bạn. Bây giờ bạn nghĩ xem, cả đời bạn gặp cả trăm cả ngàn người. Thế nhưng mà bao nhiêu người là bạn có cảm tình với họ? Chắc cũng được khoảng 5 đến 10 người là cùng, đúng không? Vì vậy, bạn cần bỏ cái tư duy là nếu như không tán đổ người này thì mình sẽ không thể tìm được một ai khác, và tự áp lực cho bản thân mình. Có thể rằng là cái đối tượng đầu tiên bạn theo đuổi không đáp lại bạn thì ok, bạn chấp nhận và bạn tìm kiếm người khác. Và một điều nữa bạn cần nhớ đó là con gái ấy thì rất thích những chàng trai thú vị, những chàng trai có một cái cuộc sống thú vị để họ có thể khám phá, chứ không phải là một người gửi clip hài. Vì vậy, đừng gửi clip hài nữa. Và đương nhiên, một câu hỏi mà mình cũng khá là thường xuyên gặp nữa, đó chính là tần suất nhắn tin như thế nào là đủ. Thì theo mình ấy, thì không có một cái tần suất nhắn tin nào là đủ và chính xác cả. Nhưng mà để ví dụ ấy, thì ví dụ là bạn phải đi làm đến 6-7 giờ tối và cả ngày bạn rất là bận, và khi mà họ nhắn tin cho bạn, thì theo mình ấy thì nên rạch ròi giữa cái việc những cái tin nhắn với crush, với người bạn thích, và những cái tin nhắn công việc. Ok, như vậy là ngày hôm nay thì mình đã nói với các bạn con gái thực sự muốn bạn nhắn tin với họ như thế nào và các bước từ người lạ thành người yêu. Hy vọng là nó sẽ hữu ích với bạn nhé. Và có một điều đó là YouTube thì đã mở tính năng donate, và nếu như bạn yêu thích những cái nội dung kênh của mình ấy thì có thể ấn vào nút cảm ơn ở góc phải bên dưới video ấy để có thể donate ủng hộ cho sự phát triển của kênh nhé. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhé. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.